tổng thống coi như là tổng giám đốc công ty coi như là công ty Đu Cảng này là hai chức nhá, đúng không? Phó Rồi. nhóm tàu là ba này, có như nhân viên của nhóm KBC hải ngoại nữa là bốn. Ông thấy là lương ông cộng Rồi, làm lại cho tôi xem là tổng cộng sao? Rồi, bao sao? nhiêu Thanh Trang. đấy, mẹ nó khoảng 70 củ là ít, cho nên là bây giờ Rồi. không phải làm gì xuất Ông lấy 5 củ tiền Việt thôi. hành cư khổ quá, khoảng 70 củ tiền Việt mà tiêu sao cho hết được, Rồi bởi nuôi vì vợ củ nuôi cao con là quá. thậm chí lại bồ bịch nữa, đúng không? Rồi. Mẹ Hôm nay ông này diễn đàn lắm, mình hôm nay đợi đông khách thế này. Ủa hôm nay đi buổi tối đi ra bờ hồ để làm phóng sự. Ủa ôi đông quá không thể vào nổi luôn. trời ơi, ông Long Thủy chả biết gì cả, tổng thống lên phải kéo mẹ ít nhất phải tùy tùy tùng tùy tùng lên Hôm nay về cái bọn đua xe bão xe không không đi được, nó thả dân vào trong 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 trung tâm ấy, đặt kín luôn, nhưng vào mà quay không quay tôi nói với nhà Long Thủy nhá, với một số bạn người ở trong bóng ma đêm này nhá, cái tình hình theo tôi phán đoán này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhưng mà có là lẻ tẻ vớ vẩn thôi, Hà Nội không có gì, chúng nó tập trung phần lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi, tập trung ở trong đấy thôi. đúng rồi. 7 giờ tối nay nhá, tức là có một cái bạn bạn bảo là bạn chứng kiến, bạn bạn nói với tôi là bạn chứng kiến công an bắt hai xe chở những người biểu tình ở cái đường mà ở cái À. phường Bình Bình Hưng Hòa, Bình Chánh, tức là Rồi. chở dân ở miền Tây lên mà, thế là đến đến cái chỗ mà cái quốc lộ mà 1A, cái người ta rẽ vào cái núi mà cái phường Bình Hưng Hòa nó bị tóm ngay ở đấy Rồi. đó, cho nên là Rồi. lực lượng an ninh người ta làm rất sạch nhưng mà chúng nó cũng quái lắm. Rồi. Ở đây nhá, theo những thông tin ví dụ chúng nó có, ví dụ là chúng nó gặp mặt nhau nhá, ví dụ chúng nó có cái ký hiệu riêng nhá, chứ không phải phải đùa đâu. Đấy. Rồi hôm nay mừng ăn Tết độc lập cho đến sáng luôn, mình nghĩ không bị xoắn. Chào Ali Nguyễn nha. Cho nên là mai mới kia, ví dụ mai mới anh em mình, ví dụ ai có ra hiện trường ấy, mà ví dụ có mình mà phát hiện được cái thằng nào mà nó có bom xăng bom sủng nọ kia tất cả cái thứ ấy, nó đập chết mẹ chúng nó đi, Rồi. tất Dạ nhiên là cô mình cũng Dũng. phải phải chịu phạt tiền, hiểu không? Đồng phạm. Chấp nhận mà, Rồi. mình là người dân nhưng mà mình hiểu mình Hoàng. gây ra cái gì thì mình chịu phạt nhưng mình chấp nhận, không có vấn đề gì hết. Đấy, cho nên là mẹ Cô lại thật cứ vào là chào cả cả nhà yêu quái. đúng rồi. Chưa chị thứ hai. Cho nên là anh em mình cứ nghe thấy mấy cái thằng ba que là điên lắm, thấy chưa? Mẹ nó vào nó chửi như là cái thằng thằng nông dân nó mới dậy, Không, cái thằng nông dân này thằng nông dân từ hình như là nó ở dưới Hải không Dương sao ấy. không quê nó ở Hà Nam đấy, có người đều điều tra ra rồi, quê nó gốc Hà Nam chứ không phải tỉnh Nam Định, nó là tỉnh Hà Nam mà xong đó kêu nó bỏ vào À. trong này rồi. Cái thằng này ấy, nó có như thế này, nó chán chế độ đấy, nó yêu công an nhưng mà nó ghét ba que, mà chờ mình đã vào với nó mấy diễn đàn của mấy bọn ba que mà nó chửi ba que ghê gớm lắm Rồi. đấy, nhưng mà nó lại chửi những cái cán bộ tham nhũng, nhưng từ đó coi như là nó bất mãn với chế độ, hiểu không? Đấy, Rồi. cái thằng Sông La Khải nó như vậy, chứ còn À đấy, lúc nãy Phùng lên cũng chửi thằng Châu La Khải kinh. ý Chửi mấy anh ông nhé, liền. trong cái diễn đàn ấy thằng Sông La Khải nó chỉ có ấy thôi, nó chỉ có coi như tôn trọng mỗi bác siêu Rồi, thôi. sợ mất mình ba thì siêu rồi. mình thì nó không chửi thấy chưa, nhưng mà nó chế nhạo nó kia tất cả các thứ đấy, cái thằng Châu La Khải thì mình bảo nó thần kinh cho nên, nhưng mà bác siêu bác nịnh nó thành công nó không chửi, nhưng mà nó thần kinh là thằng này nó thuộc dạng nó thần kinh bỏ vậy, Nó kiểu nó ưa ngọt, nó ưa ngọt, đúng đúng thằng này nó ưa ngọt chứ nó đâu. ưa Bây giờ ngọt ví nó dụ như sẵn là nó khùng ngay. mấy cái thằng này thần kinh như vậy mà, nhưng mà Rồi. tất nhiên là đối với mình thì nó không dám chửi bậy, vì thực tế là mình đâu có chửi chửi nó đâu, mình chỉ nói kiểu mình nói đẩy của nó thôi. Mẹ mà mình cười ông nãy lên mẹ nó đâu mua, mình đứng ở ngoài mình cứ nhấp nhám nhổm mình không chịu được, bảo cò mãi bắt đầu ông Phùng lên ông mới xuống thì mình mới lên.
Đúng rồi, Nên đang chửi, ông Phụng đang lên đâu rồi? chửi mạng là đứt mẹ mạng. Ông Phụng lên đâu? Ông ok đi, để cho tôi xuống. Rồi, ông Phùng lên đâu rồi? Cứ chờ ông Phụng lên đi. Đó, đây rồi, nó còn đây rồi. Rồi. Mà đi mẹ cái đà này mà cây mai em về gặp một dân chủ nào em phải bập cho nó phát đi mẹ cả đéo đâu đến. Đấy Điện em, hết cả em người chuẩn về chuẩn ngủ bị gì. đi đây, đáng nhẽ đi rồi nhưng mà bảo là bây giờ đi xuống đến thế thôi. Thế là bây Đấy. giờ là ở đây 5 giờ hai anh em đi, ông người xuống ăn sáng là vừa. Đấy ông Dũng đây, đấy, ông Phụng Rồi. đây, Rồi 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 rồi. anh em đang bồi dưỡng bánh đấy là cứ ăn đi thì phải để lấy sức mai. Mẹ ông cứ chơi thôi, tội đầu đời ông như nào tôi chịu hết. Bảo ông Dũng rồi, ông ở đây tôi lấy vợ cho ông thì mẹ coi cho ông là anh trai thôi, thì mẹ sống tôi nuôi chết tôi lo hết mọi vấn đề, mẹ lo Ok. em cả. Ấy. Này, hôm nay là vào đây là không thu phế đâu nhá. Còn đây là diễn đàn của các bóng ma đêm, là mấy anh em đêm cũng ngủ được vào đây tán phét nhá. Còn từ mai làm trung vũ trung biết vào đây là phải đóng phế đấy. Ra nữa, nhưng mà em nghĩ Rồi. là nó ra nó có lực lượng, nó cũng không có nhiều đâu, mà Nó cứ nói dọa em ngủ em thì anh thôi. thì nó dọa thôi, chứ còn nhưng mà anh Phụng Nên với anh Dũng ở ngoài đó đi ra gặp anh Long Thủy thì nói chung là anh cũng rảnh tay hơn tụi em thôi. Em nghĩ là Rồi phá rồi. trong đây, nhưng mà phá trong đây thì cũng anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh này thì em theo em biết nên thì mọi người cũng đã có kế hoạch đi xuống đường để mà làm sao mà có thể nếu xui mà tụi nó có quậy thì tụi em coi như là hên hên lượm được tụi nó thôi. Chứ còn Rồi nói thật rồi. là em thì em Tôi tính thì em thì em giống anh Phụng tôi. Nên, em giống tính Phụng Nên, có nghĩa là em cũng mặn mà em kiếm được thằng nào để mà em Rồi. đập lắm thôi. Anh Mà lo không ở trong dạ. trong trong miền Nam là chính thôi, chứ ngoài ngoài này thì nó không dám đâu. Chủ yếu Thực ở ra trong thì Nam thôi, là cái khu thương dạ. mại mà nhiều khách quốc tế. Nó mới Thực ra gây thì nhiễu, còn theo ở em đây thì nghĩ không có là chính cái chuyện mà thổ ngày 2 tháng 9 thì nó không làm được nói to gì chung đâu. là không phải là riêng năm nay mà năm nào cũng vậy á. Trong những cái đợt mà lễ nói chung là lớn của nước ta thì nó luôn tổ chức mà quậy phá thôi. Cái việc này thì không phải là riêng anh em ra, mà lực lượng an ninh Việt Nam cũng đã làm rất là sát sao rồi. Chúng ta ra Rồi. đường là trên tinh thần là yêu nước, mình thể hiện tình yêu nước của mình thôi, chứ cũng chúng Rồi, không nhưng không mà không mình đến lượt là chúng ta nói làm việc gì cả. chính xác. Anh Có điều là miền cái Nam như này anh mình cơ quan chức năng dựa người theo ta đã luật làm pháp việc miền hết Nam. rồi. Mình phải dựa theo luật pháp, thứ hai là Dạ đúng rồi. mình bật đèn xanh nhau với cả bên an ninh ấy. Nhưng mà em nói thật ra nói là em đồng ý cách nói của anh Bằng hồi nãy, có nghĩa là mình làm theo pháp luật, nhưng mà cho nên là nếu như mà tụi nó quậy mà bây giờ mình có thể mình cứ đạp đầu nó thôi. Mình đạp đầu nó thì bất quá mình bị bắt cái tội mà cái đó công cộng thì đóng phạt thôi, hành chính cũng Không, được. không không phải đập đâu, cái đấy đơn giản, Dạ. nó bắt bọn đấy đơn giản mà, cái gì phải đập đầu Dạ. đâu. Cứ em cứ kiểu em khoác tay và khoác vào tay đó nhá, khoác từ đằng trước ra đằng sau, Ừ, chứ có làm được không? sao? Mà Ôm đánh lại như cỡ ở yêu vậy dưới hả? mẻ ngược cái tay lên không bao giờ cựa được đâu, mà cũng không bao giờ chống lại được Ôm ấy, như người yêu luôn. chứ Anh không bây cần giờ phải anh đập lại đâu học, luôn. anh lại chỉ em cái cách khóa tay nữa cơ. Anh cũng vừa phải thôi, nghiệp vụ anh đi dạy em thôi, em nghỉ luôn cho rồi đi chứ làm ăn cái gì nữa. Không đấy, đấy là mình nói đấy, cái gì mà đâm đâm cho nó chết cái bỏ mẹ. Đó thì là nói chung là thực ra là tối tối thì hôm nay em nãy em ngủ sớm để mà để mai đi rồi, nhưng mà tự nhiên cái đang ngủ giật mình dậy. Chứ còn lễ Tết này bà con đi chơi mình nhìn mình thấy tấp nập mình bà con chơi vui vẻ này mình nhìn thấy mình cũng vui đúng không anh? Những người như anh em mình thì mình xuống mình nhìn thấy bà con chơi vui vẻ rồi đó cũng là một niềm vui của mình rồi còn gì nữa. Rồi thì Thằng khu A vực Quy quặng đây đâu, tới nói với ông người này, sau cái cuộc thằng A Quy nói chuyện với tôi bằng video là tôi phách được con vị nó định thuyết phục tôi. Xong bắt đầu đầu tiên là nó nói chuyện rất tình thế cảm, nào tí nữa rằng lại là gia có đình tôi thì như thế này, gia đình tôi cùng ơi cùng lên đây, thế nào tí nữa con gà lại 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 vào nhà mình không, nó vào nó ấy. riêng nó vào tự nhiên vướng đây trông La Khải nhá, thằng người nông dân ấy nó ở diễn đàn Bình Dương, nó khi nó thấy Không, tôi phát thế buổi là cái tầm này là nó thức, nó mới vào nhà mình, ban ngày nó mới vào nhà mình, nó là ngày mai là nó không dám ra đâu, vì ngày mai đang đại hội đua xe, nó phải bùng bốn ấy, nó khôn nhưng lắm, đẹp
chính là có mùng ngày ngày đéo nghỉ nào lễ cả. là nó không tham gia đâu. Ngày mai là đua 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 xe, hôm nay đua xe này, hôm qua ngày mai lại đua xe tiếp, đến cuối giờ là có một cái đoàn gọi là bán chuyên nghiệp ấy, bắt đầu nó đi từ đây vào trong thành phố Hồ Chí Minh xuyên Việt luôn, Để cho đi xuyên Việt. chào Đỗ Hiếu. Không, vì nó được tổ chức đông là nó không dám ra. Nhưng mà bọn đấy gọi bọn ba que không? Không, bọn dân chủ mà. Thì bà là bao que dân chủ là một bọn phản động mẹ này. Dân chủ cũng đập luôn anh Thủy ơi. Ôi giờ nó đua xe càng tốt. Thủy ơi, dân chủ đập ba cây, ba que đập một cây. Rồi, đằng nào thì chả phải đập, nhưng mà mình phân biệt rõ là ba que với cả dân chủ khác. Bởi vì dân chủ là mấy cái thằng ở trong nước á, mấy thằng bố láo trong nước á, tập ba cây. Mẹ tào lao chứ khơn, Không, em hiểu không? những cái thằng thằng nổi cộm với mẹ an ninh nó canh mẹ từ ở nhà rồi, đéo ra khỏi nhà luôn. Chui trong hồ tiêu ngồi hết trời. Nó canh miếu mẹ rồi, nó không ra được. À, mai là ngày Quốc Khánh, tôi cho công nhân nghỉ 2 ngày, ngày mùng 2 và ngày mùng 3. Chế độ chính sách đàng hoàng nhé. Hôm nay phát tiền lương thưởng, mai đi liên hoan. Mẹ sống mẹ, mẹ làm việc gì mà phải vội. Anh em cả năm có ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, tháng 8 cách mạng, tháng 8 mùa thu. Anh em xả láng thoải mái, đây có hôm nay ăn tiệc tùng mấy ngày nay rồi. Chúc mừng mùng 2 tháng 9, 73 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Đúng rồi, nhưng mà để mình muốn phân biệt là rõ rồi, còn mẹ mày tội danh chúng nó khác gì nhau đâu, mẹ cho nó mất dạy. Anh em nói với anh Long Thủy này, em chỉ suy nghĩ mỗi một điều này thôi mà em phải phản biện cái bọn chó chết phản động ba que này với cả dân chủ quậy này. Đại để bọn phản động, bọn đó là bọn phản động hết, còn bọn bọn ba Rồi. que là bọn ở nước ngoài, còn bọn ở trong nước là bọn mẹ và dân chủ quậy, gọi chung là bọn phản động. Em nói với anh này, mình chỉ nghĩ này, chúng nó cứ đưa nhom, bây giờ có một đốm lửa mình phải dập ngay, nếu mà không dập nó thành một đám lửa, nó thành một ngọn Đúng lửa, rồi. nó trở thành một đất nước mình, nó lại trở lại chiến tranh, con cháu mình nó lại Khi bước vào đám lửa một nó cái cảnh loang ra tội. rồi thì khó dập lắm. Anh nhau, cho nên là mình là một người Rồi. dân, mình có trách nhiệm phản ảnh lên những cái vấn đề đó. Nếu cái cuộc ở trên mạng này cũng là một cái diễn đàn phản biện nhưng cần phải xuống đất. Mà nói thật lòng là em rất muốn có một cái cơ khung pháp lý để anh em mình thành lập cái hội giết phản động. Không cần Rồi. phải quy, em nói với anh ấy, những người anh em mình có nào thì dùng thế, không có còn có gì khó khăn anh em nào có giúp giúp đỡ tổ chức, không cần phải nhà nước. Bởi vì là em nói với anh là mình sống ở trong một cái đất nước yên bình, mỗi một người dân phải đóng góp thế thôi. Thì mẹ tôi nên chú nó cứ dọa em làm ghét anh hiểu không? Rồi. Anh vào làm gọi bộ trưởng Bộ Quốc Dạ phòng Thảo của nhà nghe máy rõ thế Quốc nhỉ. Cảng. Ở ngoài Hà Nội hoặc trong Sài Gòn cũng sẽ không có nhiều 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 gọi là biểu Chủ tình, yếu ở trong Sài nhưng Gòn mà thôi. anh chị em là cứ phải ra gọi là đi công tác đấy, ra xem bà con vui vẻ đấy, đấy là một. Hai nữa là chúng ta cứ thà nghĩ là có còn hơn không. Tôi thứ bảy chủ nhật bình thường tôi vẫn ra, không cứ gì ngày lễ đấy. Đúng rồi anh cũng nên Đi còn lên làm được qua cả. rồi ngồi chơi. Không, riêng anh là đủ đẳng cấp để làm bộ trưởng ở ở trong đảng của em rồi. Làm gọi là chủ tịch hội đu càng ở ngoài Vĩnh Phú là Phú Thọ là ok. Sắp tới đảng đu càng có gọi là mục tiêu gọi là phát triển ra toàn quốc, mỗi một tỉnh là sẽ có một 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 gọi là chi hội, anh em gặp gỡ giao lưu mỗi khi đất nước cần cái này, tập hợp nhau đi đến đấy. Mỗi tỉnh là phải bảo vệ vững vàng. Riêng anh Phúc Lên hôm nào có áo thì em sẽ tặng, riêng Lưu Ly tặng anh Phúc Lên một chiếc áo của Lê Ba Quy.
Nói chung là chắc là coi như bọn nó không ấy đâu, không dám đi vào mấy ngày đó đâu, bởi vì nhà nước người ta đã nghĩ nó phải lo về mùng 3, mùng 4 gì ấy, chứ mùng ngày mai nó không dám ra đâu. Nhà nước nhưng người mình ta vẫn đã phải lo ra. Người ta lo cho nhân dân ăn chơi. Chú ý là khi tượng đài Lý Thái Tổ thôi, chứ còn thì mấy cái chỗ kia thì bọn nó u nó cũng không ấy đâu, mẹ nó cũng phải dòm mặt chứ. Hai nữa này, những cái ngày này coi như là quân của triều đình như đã coi như thôi là... em nói nghe là mình không qua trường được đâu. Lúc nó tan, cái hội kia nó tan thì mình không để ý nó ra đâu, thì chất nhóm nó chụp cái ảnh thôi. À, nó bỏ mẹ rồi, nó chụp lại ảnh thì... nó có tiền đấy. Cái chụp ảnh thì không nói, nhưng mà cái đợt này là chúng nó đang kêu gào làm mạnh đấy, nó đòi coi như là lật đổ cộng sản đấy, mà lật đổ cộng sản nó phải vào những cái chỗ công sở, rồi những cái nhà mà coi như là giám đốc công an thành phố cái gì đấy, là nó phải vào coi như nó ám sát, nó dùng bom xăng, nó ghê phết đấy. Đợt này là nó đòi, chứ còn ngày mai thì chắc là ở thành phố Hồ Chí Minh thì này, bởi vì tối nay theo thông tin mới nhất thì cũng do một người nào đó đăng trên mạng, bây giờ mình quên tên rồi, mới đăng trên mạng này là mới bắt được hai cái xe đưa người xuống để biểu tình ở chỗ nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đó, chúng nó mới đi lên đấy, chỗ nghĩa trang Bình An á, không, nghĩa trang Bình Hưng Hòa, tức là nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh á, nghĩa trang nhân dân của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì người ta đã chặn bắt coi như được hai cái xe chở người đi xuống này để ém sẵn để biểu tình rồi. À, chào Nguyễn Việt nhá, nào làm cái đi Nguyễn Việt. Nguyễn Việt mới đi làm về hả? Đã nhậu nhạt chưa? À đây có bằng Nguyễn này, bằng Nguyễn là biết. Bằng Nguyễn lại vào rồi. Bằng Nguyễn ra rồi lại vào. Cảnh sát cơ động người ta đưa. Đưa đến những cái khu như nhà máy ấy, bởi vì ở đây là tập trung các nhà máy mà, cho nên mà cảnh sát cơ động bảo vệ mục tiêu là người ta đi, người ta giải quân để người ta quản lý. Cứ cho vào nhà đá tạm giam đó. Hầu như là công nhân thì các nhà máy người ta cho nghỉ rồi, nghỉ về quê ăn Tết, mình có mấy thằng lính cho nghỉ rồi, phát lương liếc cho về quê ăn Tết rồi. Nhưng mà tình hình an ninh thì chỗ này của anh thì hay lắm. Ở chỗ này thì gần mấy cái trại giam Bô Lá, trại giam mà cái chỗ mà cho đấy giam lỏng đấy. Không, đây có mấy cái trại giam, cho nên lực lượng công an ở đây là khá dày. Ở đây là gần trại giam Bô Lá này, rồi trại giam mà cái chỗ tiêm thuốc cho thằng gì đấy. Thằng Dương ấy, thằng vụ Bình Phước đấy, vụ Trân Thành Bình Phước hôm vừa rồi mới tiêm thuốc độc của đó. Ở đây còn có mấy cái trại giam, cho nên là lực lượng công an ở đây đông lắm. Mà thứ hai nữa là quân của triều đình thuộc lực lượng cơ động đặc biệt miền Đông là đóng ở đây, cho nên là Bình Dương này là cũng khá cũng chắc. Nói chung là không biết là nó xảy ra đoạn nào thôi, chứ còn thì đa số là người ta cũng